Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trung rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết, kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông ở khu vực giữa biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 14 độ vĩ Bắc, 118 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tương đương 39 tới 49 km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây bắc với tốc độ 5 tới 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc, 116,9 độ kinh Đông trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17 độ vĩ bắc, 113,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc của quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 tới 15 km/h. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 tới 10 km. Cảnh báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4 m Trên đất liền, trong ngày và đêm 19 tháng 7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Trong chiều và tối ngày 19 tháng 7, khu vực Trung Trung Bộ và Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Ngày và đêm 19 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 tới 40 mm, cục bộ có nơi trên 90 mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Tại những khu vực mưa lớn kéo dài, nguy cơ xảy ra ngập úng nơi trụng thấp, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc. Về tình hình thời tiết các vùng cả nước ngày 19 tháng 7, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía tây bắc bộ trời có mây đêm và sáng mưa rào và rải rác có rông cục bộ có nơi mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 23 tới 26 độ có nơi dưới 26 độ nhiệt độ cao nhất 28 tới 31 độ có nơi trên 31 độ. Phía đông bắc bộ, trời có mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2-3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc trời nhiều mây, đêm và sáng mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mây, mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 tới 32 độ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có mây tối 19 chiều 20 tháng 7 mưa rào và rông rải rác cục bộ có nơi mưa to gió tây nam cấp 2-3 trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ nhiệt độ cao nhất 30-33 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, đêm 19 chiều 20 tháng 7, có mưa rào và giải rác có rồng, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 23, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Với khu vực Nam Bộ, trời nhiều mây, đêm 19 chiều 20 tháng 7, có mưa rào và giải rác có rồng, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 23 trong mưa rông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 tới 33 độ, có nơi trên 33 độ. Còn tại Hà Nội, trời có mây, có lúc mưa rào và rông, gió Đông Nam cấp 23 trong mưa rông có thể xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 tới 32 độ.